Xà lan đó các bạn ơi, ở ngoài đây nè các bạn, xà lan rất là nhiều luôn. Các bạn thấy những chiếc xà lan này không? Đây, chú ý mình cho các bạn xem chiếc xà lan này nè. Để mình xem là xà lan gì nha. Mẹ này có 3 chiếc giống hệt nhau luôn, đang đi vô nè các bạn. Để mình xem biển số, mình chưa thấy rõ nè. Đây, chiếc đó nè. Có 3 chiếc luôn. Hải Phòng. Các bạn thấy cái đoạn cống này là dạo này là rất là nhiều những xà lan Hải Phòng hay Nam Định, Bình Định vô đây rất là nhiều luôn các bạn. Xem là chút nữa anh đi ngang đây mình quay cho các bạn xem nha. Mình chủ yếu mình quay cho các bạn xem cái mẫu xà lan thôi các bạn. Còn mình không có đi sâu vào cái chuyện khác ha. Chứ quan trọng mình chủ yếu mình quay cái mẫu hình xà lan của những chiếc đó thôi. Đây chiếc xà lan Phương Lộc. Anh đang đi vô nè các bạn. Hôm nay bầu trời quá đẹp các bạn ơi. Đó, mình sẽ đợi cho ba cái chiếc xà lan Hải Phòng khi anh vô mình quay cho các bạn xem cái mẫu xà lan nha. Để các bạn để ý những cái mẫu xà lan ở bây giờ các bạn xem những chiếc này trước nè. Cái mẫu xà lan của những chiếc này nè các bạn. Đó, mẫu xà lan miền Nam mình ha, thường là cái mùa của đại công là sẽ đây sẽ có cái mẫu khác nha. Còn mấy anh xà lan ở ngoài miền Bắc á, mấy chúng ta Hải Phòng rồi sẽ có cái mẫu khác nha các bạn. Mình vô thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Hôm nay là một ngày chân thành gió mát nha, nắng vàng rất là đẹp luôn. So sánh được cái mẫu xà lan Hải Phòng nó khác như thế nào ha. Mình đang vô kìa các bạn. Đây, 3 chiếc luôn. Mình xem cái mũi xà lan kìa. Đây, thì chiếc ghe tầm bản mà qua. Chiếc này thường là như chiếc này chiếc Đồng Tháp thôi. Tiếp tục chiếc này nữa nè. Đó, chị ấy ngồi sáng bên anh tại công ha. Chiếc này chiếc Bạc Liêu. Đó, Bạc Liêu. Đây, bây giờ chính của mình đã vô tới các bạn ơi. Các bạn để ý những chiếc này không? Nhìn cái mũi chui, các bạn thấy cái ngoại hình là nhìn khác liền đó các bạn. Nhìn khác biệt liền luôn vậy đó.
anh thấy hai cái lỗ mũi ha, đây hai cái lỗ mũi luôn. Bọn nhìn cái mẫu lạ chưa, chiếc này rất lớn ha, tới hai cái neo luôn, hai cái mỏ neo luôn nữa các bạn. Đó rồi, nhìn anh lớn à, rồi mấy anh xà lan này cái máy anh rất là lớn các bạn, quá dữ. Đây các bạn xem khoang cabin của anh nè, khoang cabin nè, quá hoành tráng rồi, như tàu buôn luôn các bạn ơi. Vô đây anh gắn thêm cái màn trên nữa các bạn nhìn không, quá đẹp. Ồ, cái đít cũng khác luôn các bạn. Đó các bạn nhìn xem ha, các bạn nhìn xem để các bạn so sánh nè. Đây thêm một chiếc nữa nè, nhỏ hơn chiếc này lớn á, chiếc này nhỏ hơn chút nè. Ồ, cũng một kiểu mẫu luôn các bạn, cũng một màu sơn luôn, quá dữ. Ồ, chạy ghê ngon quá. Các bạn nhìn cái tốc độ nó chạy nè. Rồi, cũng là qua cabin nè, quá đẹp. Cabin quá đẹp luôn mọi người. Ồ, sơn màu vàng hết ra, gắn gỗ ở trong đó luôn. Ồ, tiếng máy vô quá. Bạn kêu xa lắm nên quay này luôn. Ba chiếc hay bạn, đều hai phòng hết luôn. Ồ, chắc này mình nghĩ xà lan công ty quá. Đó, vô tới đó bạn phải nhả ra rồi nè. Đây tiếp tục một anh nữa, nó đi vô luôn nè. Bởi vậy mà nói là cho cái địa hình ha, cũng như nhu cầu, cũng như cái điều kiện bên ngoài mà mỗi xà lan mỗi vùng nó sẽ có cái thiết kế khác nhau nha mọi người. Các bạn thấy anh lướt sóng ghê hồn không, nhìn cái mũi bằng như lướt sóng ghê ha, có thể trên là mũi bằng nhưng mà ở dưới là này giác nhọn nha mọi người. Đó, tiếp tục mình xem khoang cabin của anh này nữa nha, quá đẹp, một kiểu một các bạn ơi, một kiểu một luôn. Mấy anh này xà lan đẹp quá, ở ngoài là sơn màu đỏ hết ha, nhưng mà ở trong khoang cabin nhìn rất là đẹp luôn. Toàn không biết là dán gỗ hay là bằng gỗ thật nữa các bạn. Ồ, khối anh này khối ha, quá đã. Đó, lâu lâu có cái mẫu xà lan là lạ đi qua đoạn này thì mình các bạn nhìn thấy không, thích ghê ha, nhìn thấy lạ mắt, nhìn rất là thích luôn. Đó, bình thường thì mình thấy cái mẫu xà lan ở trong miền Nam mình nữa các bạn, thường là màu xanh lá cây, màu xanh dương đồ, lâu lâu có chiếc màu cam ha, còn đây mấy anh chơi màu đỏ luôn. Đó, khoang cabin cực kỳ độc quyền. Thì như các bạn biết đó, ở trong miền Nam mình thì cầu thấp nhiều, cầu nhỏ nhiều, thành ra cái cabin nó thường là người ta sẽ để cho nó hạ thấp xuống để cho đi qua cầu đồ ha, cho nó dễ. Còn những chiếc xà lan Hải Phòng thì thường đi đường biển các bạn, nên thành ra khoang cabin cái ảnh không cần phải sợ thấp sợ cao gì đâu, mẹ ảnh không có cần phải đặt hạ ở dưới ha. Đó các bạn xem nè, đó dùng chiếc miền Nam của mình luôn nè, đi qua luôn. Đây mình quay lại cái nói về xà lan ha, thì thường cabin xà lan Hải Phòng đó mẹ ảnh đi cái đường là sông lớn hoặc đi đường biển đó các bạn, thành ra cái cabin này không cần nhất thiết phải là thấp đâu, cabin phục vụ cho cái người đi cho xà lan cho nó tốt hơn á. Đây đây đó các bạn để ý không, thường là cái cabin ta âm xuống ha, thấp xuống dưới, cái cabin này vẫn còn cao đó, một số chiếc cabin thấp chủng bên dưới luôn các bạn. Rồi chỗ lái thì người ta sẽ nâng lên trên, lên trên môi bên trên để ngồi lái. Còn bạn nhìn qua mấy cái cabin của cái xà lan này nè, các bạn thấy không, cao ghê hồn không, như chiếc này nè. Anh đâu cần âm đâu, bởi vậy là do mỗi mục đích, mỗi cái nhu cầu cũng như là cái cách vận hành sau này thì người ta sẽ thiết kế khác nhau hết ha. Ở trong Nam mình thường các bạn để ý là cái mũi của xà lan á, đây nè, thì qua chiếc này là các bạn mũi nhọn, các bạn thấy không, nhọn ghê hồn không. Đó, còn cái chiếc này thì cái mũi nó bằng ha. Các bạn thấy không? Ồ, trên kia xà lan dính trên kia, một đồ trên kia các bạn. Các bạn thấy giờ dữ tợn không?
các bạn xem video của Long, các bạn nhớ like, share ha, đăng ký kênh Long miền Tây của mình để nhận thật nhiều video mới cũng như ủng hộ Long ha. Ra đây để quay cho mọi người xem đó. Đó mà chiếc này ha, đây là xà lan trong Nam mình đó, các bạn thấy ha, có cái mẫu là hai cabin với một cabin ha, thì mỗi người sẽ có một cái thích ngồi lái ở một chỗ khác nhau. Số người ngồi là thích ngồi lái phía trước. Nó làm phát hết hồn rồi. Thôi anh làm cái gồm gàng luôn các bạn. Đó, rồi còn anh sẽ còn một anh xà lan nữa thì nó kết thúc cái lượt đi vô các bạn. Thôi thì bây giờ mình cũng kết thúc video tại đây luôn ha. Các bạn cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Long từ nãy tới giờ ha, cũng như đã đăng ký cũng như là like, share, ủng hộ Long. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.